Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hiện giờ mình đang ở Đà Lạt đường 3 tháng 4 hướng về đèo Brent ha. Bây giờ hôm nay là mình đi tham quan đèo Brent khúc mới mở coi như thế nào nha, coi nó hoành tráng, nó rộng rãi như thế nào để các bạn sau này với lại coi nó đến đâu là mình có thể Tết này mình đi được hay không ha. Thì đang chuẩn bị vô chân đèo Brent, không phải vô đầu đèo Brent, cái khúc mà thành phố Đà Lạt vô đây, khúc đường 3 tháng 4 vô ha. Ngày xưa nó nhỏ, bây giờ bắt đầu nó thành 4 lai, thấy không, mỗi bên nó có 2 lai bự hơn chút. Mình sẽ đi bên này, nó làm những cái bệ đá rất là hoành tráng, đèn cũng mới hết, đẹp hết ha. Không, đèn em bây giờ của nó là 4 lai và mỗi bên 2 lai, nói chung là ô tô lại xe máy đi là khó, không có sợ này kia nữa, không sợ va chạm, nhưng mà chạy cũng tốc độ vừa phải thôi nha. Rộng quá thì chạy cũng đây, ở trước mặt là cái đường lên cà phê gì của người ta. Rồi bạn thấy đẹp không, hình như là nó mới làm xong có vài km đến Hồ Truyền Lâm với lại thác Đa Tăng La thôi, cũng còn một số công trình nó cũng chưa xong lắm ha. Mình đi để mình ngắm thôi. Đây là đèo Brent, đèo Brent của mọi người mong ước mở rộng để đi cho thoải mái. Tết này các bạn, hình như Tết này các bạn Tết âm lịch thì mình có thể là đi thoải mái, đèo Brent nó mở cửa trở lại. 400m nữa rẽ trái. Chưa thấy cái chỗ nghỉ chân để chụp hình chụp bóng nha. Ở trên mạng thì nó thấy có nhưng mà ở đây chưa thấy nha. Wow, đây ngó xuống thấy nó thung lũng bên phải, thấy lung thung lũng không? Nếu là chụp hình chụp ấy mình sẽ đứng làm review ha. Mà chưa thấy. Mấy khối đá bê tông nó đổ dày cả. Còn bách mấy luôn á nha, 2 mét luôn cái chân đế của nó đó. 100m nữa, rẽ phải. Nói chung đường càng rộng đi càng cẩn thận nha. Chứ nhiều khi rộng cái mình đi tốc độ cao nguy hiểm lắm. Nói chung đi thoải mái nha. Với lại cái nói chung là nhựa này kia cán mới hết thì ngon rồi. Wow, quá đẹp. Có nhiều khúc nói chung là cũng ok đó, đi rất là ok. Mặt đường mới, nhựa mới phẳng. Khoảng chừng một tháng nữa, hơn tháng nữa là mình khỏi đi đèo Mimosa rồi. Đúng là cái góc cua Liên Khương 2 km hậu Tiền Lâm, Tiền Viện Trúc Lâm. Nó đang làm cái đường tránh á. Dưới nè, đó nó đang ngừng lại, thấy không, phía dưới chưa cho đi đến đây thôi. Đây là thác Đa Tăng La ha. Thác Đa Tăng La mà nếu mà bạn có thể thấy, bạn đi vô ngõ Thiền Viện Trúc Lâm á, bạn trở ra lại đầu đèo Brent ngay chỗ cao tốc Liên Khương ha.
chung cũng gần xong, mình nghĩ cũng gần xong rồi, nó hình thành hết rồi. Dùng dùng lô qua Hậu Tiền Lâm nha, từ Thác Đá Tăng La, Hậu Tiền Lâm. Hậu Tiền Lâm này đi theo Hậu Tiền Lâm là vô được cái đèo, đèo gì ta, cái đèo gì mà đi ngang dưới chân đèo Ren á. Đó, mình đi ngang ngõ đó cũng được ha. Đây là vô Hậu Tiền Lâm. Có gì mới không? Hậu Tiền Lâm có được vô Hậu Tiền Lâm có quán cà phê. Cà phê gì ta, ở trên có mấy cái đập tràn, cà phê đập tràn, có cái đập tràn đó không đẹp lắm. Cái đập tràn đẹp lắm, đập nước á. Cái đường vô suối Tía không đi đường này luôn đó, hồi nữa mình coi coi sao. Mình đang vô Hậu Tiền Lâm nè. Sẽ phải để vào Trúc Lâm Yên Tử. Vô Trúc Lâm Yên Tử ha. Cái đường kia, cái đường bên trái là nó mới mở nữa nha. Đi thử cái đường đó luôn. Đi thử lát đường lát ngõ kia vòng lại đi thử cái đường này đi đâu. Đây là quán cà phê rồi nè. Chúc Lâm thì mình Chúc Lâm thôi, chồng ra nha. Ở kia kìa. Lên nữa là hầu mình vòng lại nha, đi cái đường mới, khám phá đường mới cho các bạn xem đi đâu. Yeah. Đường này cũng đẹp lắm nha. Đường mới đó, ta quẹo vô đó, đó cái đường đó ở ngoài đều đeo quẹo vô thì Nguyễn Trúc Lâm, rồi gặp cái đường này E3 mình quẹo ha. Được chưa? Cái đường này nó mới làm nè. 100m nữa rẽ trái, rẽ trái sau đó rẽ phải. Cây là cũng có trồng ở sao mà trồng cái gì đó ta, không chỉ trồng cái thông ta ha. Là lại ngoài hai bên đường nó trồng cái gì á, cái đường này ăn thông qua bên kia thì mình đi đường này mình cũng ra được cái đèo Ren được ha. Chân đèo ven đó, hay chỗ cổng cao tốc Liên Khương, trong hướng này đi được hết. Trước kia đi đèo Tà Đông cũng được, đèo Quy Mô Sa, trong hướng quốc lộ 20 lên đó, mấy bạn đi đèo Quy Mô Sa, đèo Tà Đông. Hoặc là trên này nữa có một cái đèo ấm mình đi tự nhiên quên đâu quá, không có đi nào quên tên. À, đèo Sa Cơm đó, bạn đi hồi nữa ra đèo Sa Cơm nha. Rẽ sang bên phải để hướng qua Phượng Tỷ. Đó, cái này là cái đường tắt mà ngặt hai gì ngày xưa đó. Cái ngã ba này mình phải vô cái khu vực ở Thiền Nguyện Trúc Lâm mình mới ra được cái đường đó, thấy không? Bây giờ nó làm cái đường tắt từ ở ngoài vô luôn cho nó sướng không? Thì quá sướng đúng không? Ê,
cái này mình đi thẳng vô thì Nguyễn Xuất Lâm được tới đèo Sơn Cơm á, đi đèo Sơn Cơm là mình ra ngay chân đèo Friend đó nha, ngay chỗ cao tốc Liên Khương. Thôi đến đây kết thúc nha, kết thúc video tại đây nha.